Sau câu chuyện chất cấm salbutamol, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lại phải đối mặt với một vấn nạn khác, đó là kháng sinh trong chăn nuôi. Thanh tra bộ này từng nhận định, xét về quy mô và tác hại thì chất kháng sinh dùng trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn chất tạo nạc nhiều lần. Chính vì vậy, bộ này sẽ có kế hoạch đưa kháng sinh vào diện kiểm soát đặc biệt, giống như Bộ Y tế quản lý đặc biệt với chất cấm salbutamol. Theo số liệu của các cơ quan chức năng, trong khi chỉ có khoảng 10% số heo sử dụng chất tạo nạc cấm, thì gần 100% trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đều dùng kháng sinh, trong đó có nhiều loại kháng sinh cấm. Cũng như chất tạo nạc, các loại kháng sinh tồn dư trong thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, nhưng hiện vẫn đang được sử dụng tràn lan trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà chưa được kiểm soát. Thì hiện nay là chúng tôi đang thanh tra ở phía Bắc và phía Nam. Cũng nói rõ một điều thôi, một số công ty là vi phạm rồi. Thế như vậy là chúng tôi đi thanh tra xong, báo cáo bộ xong thì sẽ có một cái biện pháp là quản lý đặc biệt những cái việc này. Thì như vậy là chúng ta phải khống chế được cái câu chuyện mà nhập về, các công ty nhập về phải sử dụng đúng mục đích, nguyên liệu là chỉ sử dụng thuốc thú y. Cục Thú Y cho biết kết quả kiểm tra 139 hộ nuôi cá tra thương phẩm tại Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang cho thấy gần 83% hộ sử dụng kháng sinh. Đặc biệt trong các loại kháng sinh và nguyên liệu kháng sinh được sử dụng rộng rãi, có cả những loại cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng trong thủy sản như amoxicillin, ampi, colistin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện nay đang có hiện tượng một số loại thuốc kháng sinh được Cục Thú Y nhập về. Lẽ ra nó chỉ được sử dụng trong chăn nuôi, cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản, nhưng một số công ty thuốc thú y đã tuồn hàng cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, tới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ cho nhập khi các công ty thuốc thú y sử dụng đúng mục đích.